Chia vé ra đi. Em đâu vé xanh à? Có vé xanh. Hỏi chia cũng được, mình cầm vé cộng đi, vé cáp đi, con cộng cái là mình đưa liền luôn. Vé cáp. Đi vé cộng hai trăm. Đây với cộng chị cầm. Đây. Cầm tới 2 ca. Ba lớn, ba nhỏ. Đi có lẹ không? Hồi nãy chú nặng cao quá mẹ. Đi ra nhé. Mẹ có tự luôn kìa mẹ. Hướng ra đi ra chùa hang này. Đi đường này đi. Đi đường này. Chùa đi đẹp quá nè. Đi chụp hình đi mẹ. Cái cầu đó đẹp quá, mình đi qua cái cầu đó đi. Cái cầu đó đẹp
Để con đi qua con quay cái. Từ đầu cầu nè, quay dài tới đó, quay qua cái hàng hoa bên đó, tới ngay cái mí đó kìa. Cái kéo kìa.
kìa ngon, bên kia kìa ngon. Mẹ dẫn con với con đâu đi về được. Nhìn lên nè, nhìn xuống ở trong mặt.
Ủa có một thang chị ơi. Hả? Có một thang mấy không? Đó không phải không. Bữa nay là ít á. Không có hổng sao nó lù như là cái gì về trồng cao quá trời nè. Tại nay có đợi lên đỉnh thế nên ta lên cả Tết á. Nhìn trước nè. Con phải nhìn đằng trước không quay được nữa. Có gì đâu sợ, bình thường có gì đâu sợ. Ừ, thấy gốc cao mà. Ờ, nó chỉ chơi nó chỉ đưa mình nâng mình lên thôi, chứ đâu sợ đâu. Rồi, tới cái tò mình nè, cho. Sợ đó, đi chơi nó bình thường. Cái gì vô. Bước tàu rồi nè, nhà cuối đi tới. Đó, vậy thôi, xe chở đi thôi. Ủa, hả, bổ quay bằng cái màu mình nè mẹ. Làm xe chị nhớ. Đã quá. Quá. Ủa hoa dưới đẹp ghê không? Hoa đứa gái đã quá hả? Đi máy bay giống vậy không đi? Dạ không, đi máy bay không trong suốt vậy đâu cả. Hoa đứa này mấy nhà? Dạ, hoa đứa thì con nhà. Một đứa cháu dạ. Ui, thấy sợ rồi đó. Sợ bay bay cao. Hoa đứa gái hả? Mày mà nè, sao ngay? Quay xuống dưới con, quay cảnh ở dưới đó. Đẹp. Quay lên, quay thẳng tới để thấy cái cảnh ở phía dưới luôn. Xin chào, ladies and gentlemen. Trời ơi, nhìn đây nhìn xuống là quay dưới hồ đó chị ơi, chị giáo còn sợ chưa? Sợ, bình thường. Em cũng không có. Trời ơi, còn đi Nha Trang á, trời ơi, cáp đi biển không à. Không, đi ra bên bên á. Tao nói nhìn xuống là thấy biển mênh mông nè, mình lên là cái giữa. Vậy thì đi giữa biển nữa, không đi lên núi. Nè, cáp mất đi lên đó. Cáp biển cổ á. Hello. Tại vì thường hồi đó đi bộ là thấy cáp trên đầu mà. Đi bộ là đau đường bên đó. Đi bộ bên kia. Chúc quý khách một ngày thú vị tại sân bay Bà Đen Mo Trần. Mo Trần. Xin chào, ladies and gentlemen. Đi bộ đi. Không phải nói gì nữa chưa nghe kìa. Còn hồi nãy con nói gì con nói được. Cái xanh xanh này là tàu lửa hả Ngân? Không phải, hình như đó đường nước hả con ơi. Đó là ống nước lên á. Cái này là mấy cái gì đó? Cái cày đó đó. Đó, đó.
chủ đó. Đi như qua trạm vậy đó.
ở dưới này nè mẹ. Đi cầu thang nó xuống dưới để con đi thử coi có gì không. Ờ đúng rồi đó, em cũng thấy có lý. Đi thử. Đó là bằng làm nam không à. Đi xuống dưới thử này coi. Bên kia, trên kia. Mở bên kia kìa cậu. Mở bên đây kìa cậu. Như đây nè. Kìa đó. Thank you.